Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây cắt cỏ gọi là siêu nhẹ nha các bạn. Siêu nhẹ và có chụp giật trợ lực, giật rất sướng tay. Cái dòng trợ lực dòng lớn này nè, nó có cái con chó trọng các bạn, buông dây nó cũng nổ ha, kéo thẳng nó cũng nổ, mà giật thế nào nó cũng nổ các bạn. Cái dòng trợ lực này ha, cái con trợ lực này á là nó có tên là Echo AT 220K nha các bạn. Ha, 220X. Đây. Cái con này thì mình giới thiệu sơ là ha. Nó đặc biệt là nó rất là nhẹ ha. Nó dùng cho những người lớn tuổi và giới phụ nữ ha. Rất là thích hợp. Không hề yếu nha các bạn, không hề yếu. Rồi hồi nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái việc không hề yếu cho các bạn xem. Đây. Máy rất là đẹp các bạn. Chụp được trợ lực của nó nè. Chẳng tinh luôn. Rất là chẳng nha. Nắp xăng đỉnh luôn. Để hồi nữa mình giới thiệu cho các bạn. Cho các bạn xem cái tên của nó là cái ha. Đây. Echo AT. À nãy xa mình nhìn không kỹ ha. AT22TX ha. Đây, các bạn nhìn xem nó đẹp ha. Đấy. Mình nói không hề yếu là các bạn xem nè, từ ở bãi nha, mình lấy về cái cỏ nè, các bạn thấy không? Còn tay em mới chát luôn, còn cái cùi nữa nè, và nó đang mang một cái chén cước nè, chén cước đơn. Chén cước này thì có gì đặc biệt, các bạn không cần phải xỏ cước nguyên dòng đâu, mất thời gian ha. Các bạn ở nhà các bạn có một làm một nắm cước vậy đó, rút một đầu nha các bạn, để nguyên cuồng các bạn rút một đầu, các bạn bỏ túi, hãy đi cắt nó đứt thì các bạn xỏ vô cái rẹt là các bạn cắt tiếp. Nhưng mà cái ổ cước này đặc biệt, cái đường ra cước của nó là nó êm cực kỳ luôn, cho nên nó rất là ít đứt cước. Đây các bạn nhìn xem, tại sao ở Nhật Bản nó xài cái ổ cước này rồi. Cái 22 mà nó đánh cước vô tư luôn các bạn. Đây, các bạn thấy đường ra cước của nó không? Đây, đó, nó miệng bát nha. Cho nên là nó cộng cước của mình rất là bền các bạn. Nó không có đứt ha, nó rất là êm ha, đường ra cước của nó nè. Nó chỉ 22 thôi. Bê tông 32 ly mà đánh cước phào phào luôn. Các bạn nhiều khi các bạn sợ máy đánh cước không nổi. Đánh cước phào phào luôn. Cái này là mình chưa tháo ra luôn các bạn. Nói thật các bạn, mình chưa có đụng cái chìa khóa chứ cái ống tiếp vô đây để mình tháo cái ổ cước này ra nè. Các bạn thấy không? Còn nguyên si luôn. Thấy không? Có dấu nào tháo đâu. Mình còn để nguyên y luôn. Để cho các bạn biết ha. Các bạn có cái suy nghĩ về cái việc đánh cước ha. Đấy. Nước ngoài nó xài ổ cước này là mình gọi là ổ cước đơn nha. Các bạn rút một đầu dây ha, cỡ khoảng vừa tầm các bạn cắt đó ha. Các bạn rút 5 7 cộng, chục cộng gì đó, các bạn bỏ theo ha. Xong ha, đứt cước thì các bạn ngừng máy lại, các bạn xỏ từ trong này nè các bạn. Đây nè, có lỗ nè. Hoặc là các bạn xỏ liền cũng được. Các bạn xỏ cước đơn như mình nói cũng được, các bạn xỏ liền từ cộng bên này qua cộng bên này cũng được. Ha, rất là dễ sử dụng, không phải ngồi nhà quấn cước ha, mà đứt thì thay rất là nhanh luôn. Ổ cước này cực đỉnh nha các bạn, đỉnh lắm, đỉnh luôn. Nó tại vì nó cái đường ra cước nó miệng bát như mình nói đó, nó không có đứt cước. Đấy. Rồi các tính năng trên máy này nè, nó chạy chế quạt khí quanh rồ ha, nó chạy chế quạt khí quanh rồ. Nắp xăng kính nha, dòng Kiorit là phải nói là nắp xăng kính nha. Cái lỗ thông hơi nó đây nha, Kiorit nắp xăng kính mít, không có chảy miếng xăng nào mà các bạn lo. Đây, dòng Kiorit là nó vậy đó. Ở đây nó cũng cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy, gồm có xăng cộng với nhớt nè, cây xăng ở ngoài ha, đốm nhớt ở trong nè ha, nhớt ít xăng nhiều ha, khoảng tỷ lệ khoảng 50cc trên lít ha là vừa. Hoặc là các bạn có thể tăng lên 60, 70 cũng được. 50 là mức độ đó trung bình rồi các bạn. Rất là đẹp ha.
móc dây đeo nè, tùm lá, tay nắm nè, rất là đẹp luôn, công tắc nè nha. Các bạn nhìn thấy chữ này nè, nói mình để mình nói cho các bạn để ý nha, chữ nó mà nó giống như chữ thổ với chữ thượng rồi đó, giống giống vậy đó, mà mình không biết chữ này chữ tử hay chữ gì không biết, mình không biết tên, bữa nào mình tra từ điển cái chữ này nghĩa là chữ gì. Mà hãy các bạn thấy chữ này à, kéo về đây, kéo gì chữ đó là tắt đó nha. Còn mấy chữ này mình không biết, mình không có tra từ điển. Đây, kéo về chữ này nè, giống như chữ thổ nè, giống như chữ thượng nha. Mà ủa, không phải chữ thượng, giống chữ thượng các bạn. Giống chữ thổ, mà kéo về đây là tắt nha. Đó, các bạn thấy chữ này ra, chữ này dễ nhớ nè, mà kéo về đây là tắt đó. Đẩy lên là nổ, kéo về là tắt nè. Quan sát gần đáp nó lại một lần nữa ha, rất là đẹp. Lúc trước á, cái tem này nó là giống như là Echoren vậy các bạn, nó là Echoren đó, Echoren là bảo vệ màu xanh lá cây đó các bạn. Và đây mình nổ thử cho các bạn xem nha, chạy rất là ngon ha, chụp trực chờ lực do mình đẩy về đây mới nổ các bạn. Kéo chưa gì hết trơn là nó đã nổ rồi nha. Nè, kéo buông nha, nó nổ ra ha. Nè, kéo buông nè, để mình coi chơi nha, tắt nha, kéo buông nè. Nè, tắt nha, kéo thẳng nè, không buông nè. Nè, kéo thẳng không buông nha. Tất nhiên các bạn nắm cái gì giật, các bạn giật kiểu nào nó cũng nổ. Mà sướng nhất là cái này các bạn. Mình vừa làm vừa chơi luôn ha, văn nghệ mà. Mẫu cước nó có sẵn từ bên Nhật đó các bạn, chứ không phải là mình làm mẫu tả mình nói bậy bạ đâu. Các bạn đừng nghĩ nó chạy lì lì vậy mà nó yếu nha. Nó chạy lì lì vậy là nó đủ xăng, khi vào tải nó cũng lì lì vậy đó. Nó đủ, rất là đủ xăng và nó bền sơ mi nha. Các bạn nghĩ nó lì vậy nào mà nó không mạnh đó là không có đúng. Mấy cái máy lì lì vậy đó là nó bền ghê hồn lắm, tại vì nó chạy thiếu một tí tự động mà. Nó lì lì vậy đó mà nó rất là bền, nó cấp đủ xăng, khi các bạn vào tải nó cũng lì lì vậy đó các bạn. Nó không phải bóc déo déo như mấy cái dòng chỉnh hai kim nha. Khỏe lắm các bạn, 32 ly nha. Đánh cước được luôn, và cắt dao 3,5 tấc khỏe re luôn. Còn dao tròn thì khỏi phải nói rồi, dao tròn nó nhẹ lắm các bạn. Cái này mình cắt dao 3,5 tấc được á, và đánh cước được luôn. Rồi mình tắt nha, kéo về chữ này nè, tắt liền à, để mình để cho cái máy đừng rung nha. Đó đó, kéo về chữ này đấy, các bạn nhớ nha. Này nó đánh chữ Nhật không à, mình không có chữ stop, mình kéo về chữ này là nó tắt, đẩy ra xa vậy là nó nổ ha, kéo về tắt, đẩy về nổ, đẩy về là tắt nha, đúng rồi, đẩy về nổ chứ, xa chữ này nè, kéo về chữ này là tắt, nó lộn hoài. Rồi để mình nổ lại lần nữa cho các bạn xem, chưa kịp gì hết trơn là nó đã nổ rồi, nó nhạy vậy đó các bạn. Tắt ha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Echokiorit AT22DX đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.